Con xin lỗi mẹ, mẹ bỏ con đi rồi. Mấy câu nó chơi của mẹ, con đi bụng con bỏ con đi, mẹ không thích, mẹ không nói nữa. Mẹ nói là mẹ không thích con gái là nhờ sớm rồi, khi mẹ ẵm bồng là mẹ không thích. Chứ đâu phải là mẹ không thương con gái là mà không thương con. Thì con không thích rồi mẹ mốt mẹ không nói những từ đó với con nữa. Giờ tôi em xin phép chào ba mẹ con. Rồi, chào mấy chú. Chào chú. Dạ. Hôm nay gia đình nhà mình về đây là trên cái tinh thần là rất vui đúng không ạ? Dạ, rất vui. Cách đây vài ngày trước thì chị khóc rất nhiều. Dạ, Cũng như là em trai ha, buồn lo lắng. Thì hôm nay thì cảm giác của chị hiện tại là con đã về rồi thì cảm giác của chị như thế nào? chị vui, chị mừng dữ lắm luôn. Vui không? Vui, vui dữ lắm. Vậy là con nhà mình về là hôm nào đây? À, về bữa mẹ như lên đây bữa 12 là về bữa 13. Ba Coi về như luôn ha. sáng bữa nay là chiều, lúc mà sáng chị lên đây chị quay ha, là chiều 6 giờ mấy là có cho hay là kêu sáng ngày mai lại chỗ gần gạch sỏi á, lại quán cà phê rước cháu về. Vậy là quay buổi sáng thì buổi chiều nhận được kết quả. Dạ, nhận được tin liền cho nên chị mừng, chị vui dữ lắm. Lúc đó chị có tin vào sự thật không? Tin Tin tại hả? vì chị tin vào của với mấy chú với trong cái clip này chị rất là tin. Cái câu chuyện của chị cách đây ít ngày trước chị cùng với con trai lên chia sẻ thì thật sự là riêng bản thân em thì em cảm nhận được rằng là cái cuộc cuộc sống của chị là thứ nhất là khổ về cả tinh thần cũng như là vật chất đúng không ạ? Chị thì mẹ đơn thân nuôi con và đặc biệt rằng là em trai này tuổi đời thì rất nhỏ 16 tuổi thôi nhưng phải đi làm hồ với mục đích chính là để lo cho mẹ lo cho em. Câu chuyện tới giờ em vẫn nhớ cái hình ảnh đó mà cả hai mẹ con bần thần lên đây rồi khóc lo lắng cho bé Như. Nhưng mà tới giờ phút này thì những cái sóng gió cũng đã qua rồi. Thì em chúc mừng gia đình nhà mình nha. Dạ, cảm ơn mấy Dạ, chú. cảm ơn em. Anh hai bây giờ cảm giác anh hai sao? Dạ, thấy cũng vui lắm anh, mừng lắm anh. Vui không? Dạ, vui. Mừng ha. Dạ. Em về mừng. Cho chị được cái tin hô 6 giờ mấy kêu sáng ngày mơ đi là gạch sỏi cứu cháu mà mừng gặp nghe tin của con mừng á mà chị khóc dữ lắm luôn. Khóc lắm hả? Mừng mà khóc dữ lắm, khóc luôn á. Cái thằng con trai hỏi chứ cái gì mà mẹ khóc vậy, nó mới cho mẹ hay là sáng ngày mơ đi rước em. Cái nên ta cho hay rước em thì mẹ phải mừng đó, mẹ mừng mừng sao mẹ khóc. Chị khóc quá trời quá đất luôn vậy đó. Xúc động. Nguyên đêm chị không ngủ luôn á. Hô hẹn 8 giờ đến quán cà phê ở chỗ gần gạch sỏi gặp cháu. Chị thức nguyên đêm luôn, mới ba mấy 4 giờ là hai mấy mẹ con đi rồi đó, cho nên rước cháu rồi đó. Nôn nao đâu ngủ được hả Rồi, chị? ngủ không được, Trời đất mừng ơi. mừng mà khóc, khóc quá chị khóc luôn vậy. Không biết sao mình khóc luôn đúng không ạ? Không biết nước mắt tự dưng chảy đúng không ạ? Mà mừng Dạ. mà chị có lòng tin luôn, nghĩ là cái tin đó là sự thật, tại vì chị cũng nhờ trên mấy chú gì nè, chắc nghe họ cũng sợ chứ. 1 tháng rưỡi là không có tin tức gì hết trơn, tự nhiên mới lên mấy chú buổi sáng cái chiều là chị hay tin, chị mừng mà chị khóc Nếu dữ mà lắm em nói luôn. thật luôn, em nói thật, nếu mà hai mẹ con chị mà không lên đây nhờ thì em vẫn vẫn nghĩ rằng là chưa có tin tức đâu. Không tin tức mà giỏi Dạ. lắm, trễ chừng vài ngày nữa có thể là đưa bé đi. Nhưng mà nói chung là sóng gió qua rồi. Rồi Hôm qua nay rồi. vui nha. Dạ, Giờ vui là dữ gặp lắm bé cái lúc luôn. đó là mình có ôm con không? Có ôm con khóc dữ lắm luôn, Khóc dữ lắm hả? khóc ôm con khóc nữa, tại vì nhìn không ra. Ở trên xe bé bước xuống mà chị nói thằng anh hỏi chứ mẹ gặp em mẹ nhìn ra không, nói trời con mẹ mà cái hơi mẹ còn biết nữa, mà rú của cái người đó chở con chị lại quán phê rồi chị nhìn xong mà chị ngồi xuống nó Người không nào chở chở chị? mẹ của cái thằng mà chở con chị đi đó. Hôm nào hôm nay chị đến năn nỉ nói là không biết, nhưng mà cái ngày trả con chị là người mẹ của thằng Đạt chở gái chị đem đi trả. Rồi cái người mẹ nó có nói chuyện gì với chị không? Nhưng chị không có nói, lúc đó mừng quá chị ôm con rồi là chở con về thôi. Vậy là người ta về luôn. Người ta cũng về luôn hay là hỏi lại thì không biết, chỉ ôm con khóc rồi kêu con chở con về. Rồi về là cho bé, hôm đó có cho bé ăn gì không? Buổi sáng thì bé không chịu ăn, bé nói bé ăn rồi, về tới nhà tới chiều bé mới ăn. Mình có nấu món gì ngon ngon cho con ăn không? Không có tiền. Trời Không có tiền. đất ơi. Vậy là chưa nấu được món ngon cho con ăn Chưa hả? chưa nấu gì trơn á. À, em xin phép là chuyện trò với con gái nhà mình ha. Dạ. Rồi chú chào con. Con chào chú. Con gái có thể giới thiệu con gái tên là gì? Con tên gọi là Quỳnh Như. Chú thì chú biết tên con rồi nhưng mà chú muốn con tự giới thiệu ha. Rồi con bỏ đi ngày mấy con nhớ không? Như là ngày 28 tháng 4. 28 tháng 4. Dạ, tại vì con đi trước lễ 30 tháng 4. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Hôm nay như là ngày 15 mấy. 15 tháng 6. Dạ. Đi rất là lâu ha. Con ngày đi đó là con đi đâu? Dạ, con đi xuống mạng chơi. Xuống bạn hả? Ai rủ con đi? Bạn bạn con á, là nó gọi con đi xuống dưới chơi lễ. Trai hay là gái con? Dạ, trai.
trai hả? Mình quen nhau trước đó hả? Dạ đúng rồi. Thôi cái chuyện tình cảm ngoài luồng thì chú không muốn nhắc tới trên cái video này. Dạ. À, nhưng mà đi trong cái quá trình cái thời gian đi như vậy á, tại sao mẹ nhắn tin mẹ kêu về lại không về? Thì con tính anh Hà đi qua lại con dạy, xong rồi cái con thấy vậy thôi con làm ở dưới đó luôn. Nhưng mà sao con không nói với mẹ? Thì con nói ban đầu á là mẹ nói với con á là con làm dưới đó làm được á thì con làm dưới đó đi, để về cho mẹ hàng ngày là được. Xong tới cái lúc mà con đi làm á, có một bữa đó con đòi nói chuyện với mẹ thì mẹ không chịu nói chuyện. À, chú hỏi này. Dạ. Cái điều kiện, cái hoàn cảnh gia đình nhà con như thế nào? Thì nhà con ấy, nó khó khăn, nó không có được khá giả. Động lực nào mà khiến con phải bỏ đi? Tại vì đôi khi con nghĩ là những câu mà mẹ chửi con, con buồn nên con đi. Mẹ chửi sao nói chú nghe? Mẹ hay nó chơi những tuổi sớm là mẹ không có thương con. Mẹ nói là mẹ không thương con gái. Trời đất ơi! Mẹ nào mẹ không thương con? Con nói là hoài không, tự nhiên mẹ không thương con gái. Mẹ không thương sao mẹ, con bỏ đi cái mẹ chạy đôn chạy đáo, mẹ đi nhờ các chú cho mẹ đi tìm. Ý chị nói là cũng như bên chị đó là như là thương con trai. Tại vì bà ngoại năm đứa con gái không à, thành ra ngoại sợ con gái, thành ra mấy đứa con gái cũng giống ngoại là thương con trai. Chứ không phải là nói là không thương con gái là không thương con. Kiểu là mình nói dần dần đúng không? Nói dở cũng như là thích con trai chứ không thương con gái. Không thích con gái như là con cháu ngoài mà kêu nựng ẩm là không ẩm. Tại vì không có thích con gái. Nhưng mà lần sau là mẹ không có nói giỡn vậy nha. Rồi mẹ cứ hứa với con gái rồi. Nếu con gái không thích thôi mốt mẹ không nói nữa. Mẹ giỡn. Này con nói mẹ không thích thì con không đi nữa. Nè con gái nè, đó là mẹ giỡn mà. Rồi bây giờ chú hỏi này. Vì cái điều đó mà con đi hay vì cái điều khác nữa? Đôi khi con nghĩ là con cũng hơi buồn nên con đi thôi ạ. Vậy hả? Chú còn được biết là con trước đó là con làm việc gần nhà mà đúng không? Dạ đúng rồi. Con làm một tháng là được 1.1 triệu hả? Con được có 1.1-1.2 triệu ạ. Mẹ con nói mà. Dạ. Rồi con đi ở đấy là ngày đi là con mang theo những thứ gì đi đây? Con có đem gì theo chứ. Con chỉ đem điện thoại đi. Vậy là bạn Linh tận trọ của con đón hả? Dạ đúng rồi. Đón bằng xe gì? Con không có gạn. Đi xe máy hay xe ô tô? Xe máy. Xe con đâu có gạn như gọi xe đâu. Vậy hả? Rồi có viết thư từ để lại không? Dạ có. Viết thư, viết lá thư như thế nào? Con viết là con nói là mẹ ơi, con đi làm xa, Tết con về. Con nói là con không muốn làm cái nặng cho mẹ. Ôi trời đất ơi. Con ghi dài lắm nhưng mà con không có nhớ. Ghi nhiều mà không nhớ hả? Kỳ á. Rồi mình đi đó, đi xuống đến nơi rồi mình cảm giác lúc đó con như thế nào? Con như con sốc bình thường à. Con có nhớ nhà không? Chú hỏi thật. Nhớ không? Nhớ mẹ không? Đôi khi á, nằm buồn á thì suy nghĩ lại cũng nhớ. Nhưng mà nghĩ tới chuyện buồn của con nữa thì con không có nhớ. Vậy là có một cái điều đó mà con giận hơn mẹ hả? Được rồi, lần này con nói ra thì mẹ sẽ sửa đổi. Mẹ thì mẹ không có ý gì đâu. Mẹ thì mẹ nói giỡn nói vui thôi. Nhưng mà mẹ lần sau không nói vậy nha. Nói vậy mình giỡn mà con không biết thì con lại hiểu lầm. Bây giờ chú muốn con làm một cái điều này trên video này. Thứ nhất con quay là về hướng mẹ, con quanh tay lại con xin lỗi mẹ đi. Con nhận ra lỗi lầm của con chưa? Dạ rồi. Rồi thì làm đi, thực hiện đi. Nói với mẹ, hứa với mẹ sao? Con xin lỗi mẹ, mẹ bố con đi mẹ bố. Mấy câu nó chơi của mẹ, con đi bụng con bỏ con đi với mẹ không thích, mẹ không nói nữa. Mẹ nói là mẹ không thích con gái là nhờ sớm rồi khi mẹ ẩm bồng là mẹ không thích. Chứ đâu phải là mẹ không thương con gái là mẹ không thương con. Thì con không thích rồi mẹ mốt mẹ không nói những từ đó với con nữa. Mà con hứa với mấy chú là con không phải đi nữa nghe. Dạ. Rồi bây giờ con quay lại con xin lỗi anh hai. Xin lỗi anh hai. Mẹ mới không đi nữa. Rồi anh hai nói gì với em đi? Không đi nữa nhà chơi, nhưng đi theo mấy đó nó bán là sao? Nhà có mẹ rồi vui chết không chơi. Rồi con gái nói chuyện với chú này, con gái không khóc nữa nha. Mình phải bản lĩnh lên. Chú biết bây giờ là con đang cảm nhận được cái tình cảm của gia đình đấy. Vậy là con ở dưới đó là con ăn uống như thế nào, con làm công việc gì? Con ăn quán cà phê, con ăn uống bình thường à. Ai là người lo ăn uống cho con? Con ở một mình. Ở mình hả? Tại vì á, lúc mà con làm 2 ca là sáng con sáng rồi là chưa con đi làm ở đó người ta cho con cơm. Là họ nuôi hết cho con luôn? Dạ. Rồi tối con về con chỉ uống, con mua sữa con để trong nhà, tới giờ mua sữa con uống rồi con ngủ à. Tiền bạc là họ đưa cho mình hả?
con xài hết tiền rồi thì đâu chừng 10 ngày rồi mấy ngày thì con ứng luôn con xài. Ứng nhiều chưa? Đâu, tháng này cũng chưa ứng, tại vì con vừa hết tiền là mẹ rước con rồi. Vậy là những cái ngày công nó tiền đâu hết cho rồi? Tháng đầu thì con làm một ca, có 2 triệu mấy thì con về con đóng tiền phòng hết trơn rồi. Tháng sau này con làm được 10 mấy ngày, mẹ lên mẹ rước con nghỉ ngang rồi người ta không có cho tiền. Người ta là mình có nói với người ta về cái tình huống như vậy không, sự việc như vậy không? Đó không, người ta không có biết, con chỉ nói là giờ con về Cần Thơ rồi, con không có đi làm được. Người ta nói là, tại vì ban đầu con đi làm người ta cũng có giao là con nghỉ ngang, người ta sẽ không trả tiền. Mình phải báo trước với người ta 5-10 bữa để người ta tìm đến mai. Khi con vào đây làm thì chủ quán có hỏi con là bao nhiêu tuổi không? Người ta hỏi con bao nhiêu tuổi, người ta không biết con 13. Con nói bao nhiêu? Con nói với người ta là con 17 tuổi. Ôi trời đất ơi, chứ nếu con nói 13 tuổi thì chủ quán nó không bao giờ dám nhận con, bởi vì con chưa đủ tuổi. Họ không xem căn cước của con à? Họ hỏi căn cước thì con nói là do căn cước con đang bị lỗi cái hệ sinh nên là con đang đi làm lại. Trời đất ơi, bé này thông minh đáo để luôn trời. À dạy con chứ bé không biết đâu. Con ở một mình không có người dạy bé chứ. Con nhà với mẹ con đâu biết gì đâu mà con biết gì hay. Mẹ còn biết nói gì nữa. Cái gì con nói thiệt với chú. Đến nay rồi là mình không có sợ gì hết, có gì con mấy chú can thiệp thôi. Rồi còn cái bạn trai kia như thế nào? Cái gì con... Hả? Như bình thường thôi con. Là có còn quen nữa không? Bây giờ con nó cãi lộn là con nó không yên định. Cãi lộn hả? Với lại lâu rồi con ít khi con nhắn lắm. Lâu lâu còn tại con đi làm, con rảnh rảnh thì lâu con buồn. Rồi con đi bán cà phê về rồi tối con về con có nhớ mẹ nhớ anh không? Có bữa con cũng nhớ, nhưng mà... Có khóc không con? Có nhớ thì lâu lâu con cũng có khóc. Con có biết được rằng mẹ và anh trai ở nhà chạy đôn chạy đáo bỏ hết công ăn việc làm đi tìm con khắp nơi không con biết không? Có biết mẹ và anh lo lắng cho con đến mức độ nào không? Con có biết điều đó không? Đã. Vậy vì sao mà lại con lại quyết định con quay trở về? Nói chú nghe. Thì bữa đó con hẹn nghe đi cà phê, con tính nói chuyện và con nói với cô kia là con đi làm này kia. Xong cô kia nói với một chú người quen nó điện cho mẹ con xuống là mẹ con đòi rước con về. Nhưng mà chú đang hỏi con là tại sao con đang ở đấy đang làm nó được, tại sao con lại quyết định con về? Con sợ điều gì hay là con thấy cái gì? Không có, tại vì con thấy mẹ xuống. Con có thấy các chú đăng tin video lên tìm con không? Dạ có. Xem được đúng không? Dạ. Nên con mới quyết định con đi về đúng không? Dạ, con không muốn làm về. Nếu mà con mà chưa xem được là con chưa về đúng không? Dạ. Cái người mẹ của cái bạn trai đó có tác động gì tới con không? Dạ không. Người ta thương con lắm. Nhưng mà chú thấy không tốt. Dạ. Tại vì đúng ra bởi vì trước đó không có người ngoài được. Tại vì trước đó là mẹ của con đã gặp cái người phụ nữ đó rồi, đã nói chuyện rồi, đã năn nỉ, đã nói mọi cách rồi. Nhưng mà người phụ nữ đó vẫn giấu, không cho mẹ con biết. Tại vì người đó không có biết con ở đâu hết á. Không biết con đâu thì sao có cuộc biết con chở đi đó. Tại đã nói là một đó. Tin là hay được tin con phải cho mẹ biết liền. Nhưng mà vẫn chở con không cho mẹ tin. Tại vì con kêu cô là... Mà tại sao con kêu cô đã đâu. Con được nghe cái tin này là thấy, con thấy mẹ khóc không? Con mà hay được cái tin này là điện cho mẹ rước còn bằng không. Mà nếu mà có chuyện gì khó khăn con cứ trực tiếp điện cho mấy chú đến cứu. Mà sao con không điện cho mẹ cho mấy chú mà con kêu mấy người đó lại chở thôi, con. Thôi thôi chị thôi cái thôi mọi chuyện bây giờ là nó đã qua rồi ha. Lần này mẹ và anh hai sẽ bỏ qua tất cả mọi cái chuyện này. Nhưng chú mong rằng đây là cái bài học đầu tiên cũng là cái bài học cuối cùng. Nha. Chú thấy con rất dễ thương. Con không phải là hư. Con ngoan đấy. Nhưng có thể là vì một cái phút bốc đồng nào đó con bị tác động, bị cái lôi kéo, bị dụ dỗ bên ngoài nên con mới bỏ nhà đi thôi. Chú biết lứa tuổi của các con mà. Nên mà bây giờ con hứa đi, hứa lại một lần nữa, có tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đang xem, hứa với tất cả ông bà cô bác cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đi, là mình phải sống như thế nào. Con hứa là con sẽ ở nhà với mẹ, con không có đi nữa. Nhớ nha. Con ngoan mà, con đâu hư đâu, dễ thương không khóc nữa nào. Nín. Anh hai lau nước mắt cho em nào. Nhà bây giờ còn có ba mẹ con thôi đúng không? Mình phải đùm bọc, yêu thương nhau con ạ. Nha. Dạ. Về nhà ngoan đi. Bây giờ là con bây giờ. Bây giờ là con về là con dự tính như thế nào? Mình đi làm hay là mình sao?
con chưa biết nữa, con tính là con đi lên trên quán về của mẹ con làm. Quán mẹ là mẹ làm quán ở đâu? Không, cái quán mẹ hay uống cà phê á. Con tính là con làm. Con có thích học nghề không? Không, tại vì con không thích nghề gì hết trơn á. Không thích nghề gì hết trơn hả? Tại vì con biết nhà con không có điều kiện để con đi học. Nhưng mà bây giờ nè, chú nói là nếu có cô chú nào tài trợ cho con học nghề, con có học không? Dạ có. Con thích học nghề gì? Con muốn học nail. Nail đúng không? Chắc chắn con thích cái đấy không? Và chắc chắn con quyết tâm con học thành công không? Con nói con làm được là con sẽ làm. Làm được ha. Trên video này chú sẽ xin, chú sẽ nhờ tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân giúp đỡ, hy vọng có cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nào đó thương cái hoàn cảnh của nhà con để giúp cho con học được cái nghề. Bởi vì những cái trường hợp khác thì chú không xin không nhờ, nhưng mà riêng trường hợp nhà mình thì bởi vì mẹ của con là một người mẹ đơn thân, đặc biệt thì anh trai của con 16 tuổi nhưng lại đi làm hồ, một công việc rất nặng nhọc để lo cho gia đình. Con thì 13 tuổi nhưng mà con là học cũng chưa tới nơi tới chốn. Dạ. Nhá, là bây giờ nếu mà cô chú anh chị nào Mạnh Thường Quân mà thương giúp thì con chắc chắn con quyết tâm con học thành người đúng không? Thành công cái nghề của con đúng không? Dạ. Ừ. Rồi bây giờ số điện thoại của chị là số bao nhiêu? Chị đọc đi, chị có hay nghe máy không? Có, 0706 690 656. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị nào mà thương cái hoàn cảnh của bé, mà giúp cho bé có một cái tương lai tốt đẹp, thì làm ơn liên hệ với chị là mẹ của bé để tạo điều kiện cho bé một cái cơ hội được học một cái nghề để sau này lớn lên bé có một cái tương lai. Thì thật sự đây là một câu chuyện, một hoàn cảnh của chị, đây là một người mẹ đơn thân, và đặc biệt rằng là chị cũng không được khỏe mạnh như người ta, mà bây giờ thì có hai đứa con thì học cũng chưa tới nơi tới chốn. Người anh thì cũng bây giờ chấp nhận hy sinh bản thân đi làm để lo cho gia đình, lo cho em, lo cho mẹ rồi. Thì bản thân em mong muốn là còn bé út này, mong muốn sau này bé lớn lên bé có một cái nghề để sau này là bé sướng cho bản thân. Thì nếu cô chú anh chị nào thương tình, thương cái hoàn cảnh của bé thì tạo được cái điều kiện giúp đỡ cho bé học được cái nghề, mà đặc biệt nghề làm nail, thì em không biết nói gì hơn, thì em biết ơn, cảm thấy biết ơn và xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Rồi bây giờ thì bé như thế này là chú nãy giờ nói chuyện với con cũng như là mẹ không phải là trách móc gì con, mà đang tư vấn cũng như nói chuyện với con để con hiểu hơn, con né, con đề phòng hơn trong cuộc sống. Dạ. Chú biết lứa tuổi của các con, cái độ tuổi này thật sự rất nhạy cảm, rất dễ bị sa ngã và rất dễ bị cám dỗ, nên mà chú mong rằng cái lần này là cái lần may mắn đấy con gái. Dạ. Có những bạn không được may mắn như con đâu nha. Dạ. Có những bạn đi rồi bị người ta lừa, người ta bán vào quán, thậm chí là bán qua nước ngoài. Nhưng mà lần này là con về được là con phải hết sức con cảnh giác và con nghe lời mẹ nha, tuyệt đối không tin người ngoài nữa nha, nhớ không? Dạ con biết rồi. Ừ. Ở nhà là con biết làm gì không? Dạ biết. Con làm được cái gì nè? Việc nhà là con biết làm hết. Biết nấu cơm không? Dạ biết. Biết nấu đồ ăn không? Đồ ăn thì con chỉ biết nấu sơ sơ. Con nấu món gì kể chú nghe. Con không biết đồ này con kể. Ừ. Con biết chiên trứng không? Mấy món đơn giản thì con làm được. Biết kho thịt không? Cái đó thì chú có khả năng. Ừ. Chú thì chú cảm nhận là con là bé là không phải là hư đâu, bé là ngoan thôi nha. Đừng khóc nữa ní nè. Nhưng mà chú vẫn mong muốn rằng là có cô chú nào đó, đặc biệt ở khu vực gần nhà con hoặc là tỉnh lân cận sẽ giúp đỡ con. Rồi thì cái sự việc của gia đình nhà mình hôm nay về đây báo tin vui thì anh em đã ghi nhận và chia vui cùng gia đình, chúc mừng gia đình nhà chị rất nhiều. Và em hy vọng rằng những ngày tháng sắp tới thì gia đình nhà mình sẽ có cái cuộc sống tốt hơn, khỏe mạnh hơn, và đặc biệt là kinh tế sẽ vững chắc hơn chị nhá. Chị có điều nào muốn cảm ơn tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng không? Dạ có, cũng như bữa nay mà được gặp được con gái cũng nhờ đôi bên mấy chú, và bên mấy chú đội gì con? Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Với nhờ mấy chú mà đăng lên, với nhờ cộng đồng mà chị tìm được cháu, chị mừng dữ lắm. Chị cảm ơn tất cả mọi người đã giúp, giờ có chị có tinh thần gặp được cháu, chị mừng dữ lắm, chị cảm ơn nhiều. Nhưng mà là mẹ phải rút kinh nghiệm nè. Chị á, tuyệt đối tất cả người nhà làm sao là không có giỡn nha. Không có giỡn kiểu đó này nhá. Mà chị đâu có nghĩ mà bé để bụng như vậy đâu. Mà đâu phải là nói là không thương con gái. Nha, mình gái không hiểu ý mẹ. Con gái mẹ giỡn thôi nha, chứ mẹ nào không thương con. Dạ. Ừ. Tuyệt đối là hạn chế chơi mạng xã hội nghe không? Dạ. Chơi điện thoại là phải đưa cho mẹ và đưa cho anh hai kiểm tra nha. Dạ. Có chuyện gì cũng nói với mẹ với anh hai, muốn đi đâu phải nói, phải xin phép trước nghe không? Dạ. Không khóc nữa nào, nín nào.
khổ, thật sự khổ. Thôi thì ba mẹ con bây giờ thì mình sắp xếp mình về sớm đi ha. Dạ. Mình về về cho bé nghỉ ngơi cho khỏe. Dạ thưa cô chú anh chị, thì cách đây ít ngày trước thì chị gái cũng như là con trai có về đây nhờ anh em đi tìm đứa con, đặc biệt là bé 13 tuổi tên là Như. Thì hôm nay bé đã về rồi, thì em thay mặt đội sĩ Thanh Hải, thay mặt gia đình không biết nói gì hơn thì gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các cô chú anh chị đã xem video và chia sẻ để giúp cho bé sớm quay trở về. Thì em mong rằng cái tình cảm của tất cả các cô chú anh chị hãy dành cho anh em và cũng như là đồng hành cùng với anh em để giúp người giúp đời, đặc biệt là giúp những cái chương trình tìm kiếm người thân ngày một và thành công và tốt đẹp hơn nữa. Em không biết nói gì hơn, chỉ biết là chân thành cảm ơn và luôn luôn ghi nhận sự đóng góp của tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng rất là nhiều. Rồi thì hôm nay thì ba mẹ con về đây là báo cái tin vui cho đội hiệp sĩ cũng như là tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Thì anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải xin phép đăng video này lên khắp các trang mạng xã hội. Thì chị có đồng ý không? Chị đồng ý. Con gái đồng ý không? Dạ con đồng ý. Rồi em trai đồng ý không? Dạ em đồng ý. Thì chúc ba mẹ con một lần nữa là thật là nhiều sức khỏe và luôn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Đặc biệt là chúc cho con gái sẽ có cô chú nào mạnh thường quân hỗ trợ con để giúp con học được cái nghề như con mong muốn nhá. Dạ. Rồi xin phép chào ba mẹ con. Em chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng.